Xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem từ vi 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm canh tí, ngày này là ngày mậu tí, tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày mậu tý tức chi khắc với can có nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tích lịch hỏa kỷ tuổi nhâm ngọ giáp ngọ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính ngọ giáp ngọ tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại, sáu mọi việc, sao hỏa tai, sáu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao nguyệt kín chuyển sát, Kỵ khởi công, động thổ, sao phủ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp, thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cho nên, trong những ngày làm việc cuối năm với bạn tuổi Tý, nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên khiến cho bạn không khỏi vui mừng. Khả năng thăng tín với bạn tuổi Tý trong thời gian tới là khá lớn bạn mệnh tuổi tí cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Đó là điều mà cấp trên nhìn thấy rõ ở bạn. Những công sức mà bạn đã bỏ ra chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng ngay thôi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tí lại đang gặp ngày có thủy khí đương vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bà tuổi tí cũng vì thế mà đang bị giảm sút. Bạn mệnh có thể sẽ gặp phải những vấn đề về thận cuối năm nhiều tiệc tùng, liên hoan, bạn phải cần chú ý để không hại tới sức khỏe của mình. Vài từ vi tuổi giáp tí, thuộc kim, sức khỏe đi xuống, cần phải chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Từ vi tuổi bính tí, thuộc thủy, có được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Từ vi tuổi màu tí, thuộc hỏa, làm việc chăm chỉ, ắt được công nhận. Từ vi tuổi canh tí, thuộc thổ, có nhiều lời khiên từ phía cấp trên, từ vi tuổi nham tí, thuộc mộc nên hiểu những điều mình đang làm là gì. Về đánh giá của ba tuổi tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là không khí Tết đã dần lan tỏa trong từng căn nhà với bà tuổi xỉu đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân dẫn đường trị lối nhờ thế mà không khí gia đình của bạn rất chi là vui vẻ những mâu thuẫn rạn nứt trước đó được bản mệnh khéo léo giải quyết không để cái chuyện năm cũ ảnh hưởng tới niềm vui đón năm mới với mình và với bà tuổi xỉu tưởng chừng như khô khan nhưng lại có lúc vô cùng là tâm lý trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tự xỉu cũng đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cho thấy hôm nay với bà tự xỉu đang có được cái nguồn tài lộc dồi dào. Với những thành quả mà bạn đã đóng góp cho công ty trong suốt thời gian vừa qua, nay được đền đáp xứng đáng, túi tiền rụng rịnh nữa rồi về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim tài lộc rụng rỉnh không lo thiếu tiền tiêu từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có được cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tiền tình đều được như ý muốn từ vi tuổi tan sửu thuộc thổ hãy nắm bắt thời cơ ngay trước mắt từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc có thể sẽ gặp một số khó khăn nhưng đều có thể vượt qua được vài đánh giá của bà tự Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi dần đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kin chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi dần không thể nào kiểm soát được thối cố chấp của mình thì sớm muộn gì cũng phải chịu trận mà thôi hôm nay tiền bạc có thể tiêu tán chỉ vì với bạn đưa ra những quyết định sai lầm Bản mệnh tuổi dần không chịu nghe theo lời khuyên răn của mọi người xung quanh mà nhất quyết làm theo ý của mình. Kết quả là sự lựa chọn của bạn đưa ra hoàn toàn sai lầm. Chuyên kinh doanh buôn bán vì thế mà thua lỗ là điều khó có thể tránh khỏi với bạn. Ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thủy dưỡng cho mộc cho nên, với bạn đang có được những may mắn khi có người ấy ở bên, an ủi, vượt qua được những nỗi buồn trong ngày hôm nay. Và bạn cần phải cố gắng vượt dậy tinh thần, thua kiêu này, ta bày kiêu khác, đừng có bộ cuộc như vậy. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, đừng quá cố chấp, mà lại tự hại bản thân mình. Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa, tình cảm là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ, bản mệnh đang có nhiều điều lo lắng. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên hiểu mình đang đối mặt với thứ gì. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim, tiểu nhân quấy phá không thôi. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ ba, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão Dậu cho nên với bạn tuổi Mão sẽ có tác động tiêu cực tới con đường tình duyên của bạn. Bạn tuổi Mão, bạn cố gắng để khiến cho người ấy hiểu mình nhưng kết quả lại ngược lại. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang có kiếp tài chiếu mệnh, bồi thêm cú sốc khi tiền bạc trong tay bạn đang có sự tiêu tán một cách nhanh chóng. Chính bạn tuổi mão cũng không hề nhận ra mình đã chi tiêu những gì, chỉ tới khi kiểm lại mới biết tiền đã gần như cạn kiệt mà thôi. Có lẽ với bạn tuổi tý cái việc mua sắm trong những ngày Tết vượt quá kế hoạch của bạn hoặc là căn bản bạn chưa có kế hoạch gì cho nên mới dẫn tới tình trạng như thế này. Bạn cần phải cân đối lại việc thu chi của mình ngay trước khi quá muộn. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, tình cảm không đi đúng hướng. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, tiền bạc của rồi lại mất đi nhanh chóng. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, dễ cảm thấy chán nản và thất vọng. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc, cần phải có kế hoạch vài tài chính cho rõ ràng. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, đừng có tự quyết định mọi thứ. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này có vẻ ngày hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn với bạn khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ sẽ giúp cho những niềm vui nối tiếp nhau đối với những bạn đang còn độc thân được tỏa tình còn đối với những bạn đã có đôi sẽ có những quyết định mới cho tương lai của mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh giúp cho bạn tuổi thìn đang có được cái nguồn tài lộc ùn ùn kéo về. Và với bà tuổi Thìn, bạn là người có tài năng đầy mình, chỉ là từ trước tới giờ bạn chưa hề ý thức được hết điều đó, cũng như là chưa có cơ hội để thể hiện mình mà thôi. Và ngày này với bà tuổi Thìn, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được thu nhập của mình bằng sự may mắn và cả tài năng về ngày tay trái nữa. Chính bạn cũng không thể ngờ được mình lại có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng, lợi nhuận tăng lên vùn vụt đến như vậy về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tiền bạc kiếm được vô cùng là dễ dàng tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình duyên vượng sắc dễ kiếm được người yêu tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy sống vui vẻ và suy nghĩ lạc quan tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần phải mạnh mẽ để nắm bắt thời cơ phát tài tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy chủ động và quyết đoán hơn khi lựa chọn về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này có thăng có trầm hung cát đan xiên thực thần chiếu mệnh báo hiệu cho bạn tuổi tỵ đang có được nguồn tài lộc khởi vượng cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn trở nên là vô cùng thuận lợi vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân bạn tuổi tỵ bạn nên nhân cơ hội này để đẩy mạnh cái việc kinh doanh buôn bán những ngày cận kề tết nhu cầu mua sắm của mọi người là rất lớn chỉ sợ không có sức mà phục vụ, vụ thôi với bạn tuổi tỵ bạn cần phải cố gắng để có được cái nguồn thu nhập tăng tín hơn trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy họa mâu thuẫn cái điều này cho thấy với bạn đang có điểm báo có những vết rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể cái việc kiếm tiền khiến cho bạn sao nhã những trách nhiệm của mình với đối phương rồi đó nhé vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tình cảm đang có những dấu hiệu rã nứt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tiền bạc chi tiêu thoải mái tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không có thời gian cho gia đình tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần phải cân đối công việc và cuộc sống vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ ba, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tử ngọ đang có điểm báo sẽ vấp phải sự phản đối của gia đình người thân trong khi bạn đang háo hức muốn công khai cái mối quan hệ của mình với người ấy điều đó khiến cho bạn không khỏi bị tổn thương và chắc chắn mọi người làm như vậy cũng có lý lẽ riêng, bạn tuổi ngọa đừng có vội nóng giận hay là làm chuyện thiếu suy nghĩ. Hãy thử tìm hiểu xem lý do mọi người phản đối hai bạn là gì để tìm cách giải quyết nếu có thể. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn mệnh tuổi ngọ hôm nay là ngày làm việc cuối năm vì điều đó không có nghĩa là bạn chạy mãn bạn nên cố gắng làm tốt để đầu năm mới không phải chịu lời nhắc nhở khiển trách của cấp trên. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, cuối năm có thể bị khiển trách. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nên tìm hiểu rõ ràng trước khi phát ngôn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng có nóng giận thái quá mà hại chính bản thân mình. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí mùi tương hại cho thấy đang có những bất đồng quan điểm giữa bạn và người ấy có thể phát sinh thành mâu thuẫn, xung đột nếu không được hóa giải kịp thời. Và ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì cảm thấy bí bách khi mà tình cảm trao đi không được đối phương chấp nhận. Bằng cách này hay cách khác, người ấy khiếu liếu từ chối tình cảm chân thành mà bạn gửi trao. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ thắp sáng cho bạn được niềm vui khi trong ngày đang có nguồn tài lộc mang tới cho bạn được ổn định, vững vàng, cuối năm rồi, bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim bất đồng quan điểm gây ra những mâu thuẫn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tiền bạc được dồi dào nguồn thu ổn định tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nên kiềm chế để tránh xung đột xảy ra tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng có để cho mình phải hối hận về sau vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vợ trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bà tuổi thân bạn hãy bình tĩnh mà đón nhận tình yêu đào hoa nở rộ chỉ sợ bạn choáng ngợp vì bao nhiêu người săn đón tọa tình không biết phải chọn ai mà thôi Tuy nhiên, bản mệnh tuổi thân chỉ may mắn trong chuyện tình cảm, còn vấn đề về tiền bạc thì lại xui xỉu, dồn ép bạn, cảm thấy khó chịu, bí bách về vấn đề thiếu tiền. Kiếp tài chiếu mệnh sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó khăn vô cùng trên con đường tìm kiếm tài lộc với mình ngày hôm nay. Và trong ngày thứ ba này với bà tuổi thân, bạn mệnh nên cẩn trọng với những quyết định của mình. Đừng cố quá liều lĩnh và mạo hiểm, bởi đó là nguyên nhân chính khiến cho bạn mắc phải những sai lầm, đánh mất đi nguồn tài lộc trong tay mình, không thể trách ai khác được. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy niềm vui có được nhờ tình yêu đến từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa đào hoa phơi phới nhanh chóng đón tin vui từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ cần hiểu điều mình mong muốn từ vi tuổi canh thân thuộc mộc đề phòng bị tiểu nhân phá hoại từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim đừng có mất cảnh giác thái quá về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo Dậu, nhắc nhở bản mệnh tuổi Dậu đừng quá cố chấp, tạo áp lực với chính người mình yêu. Bạn tuổi Dậu, bạn cũng nên biết rằng chúng ta cũng có nỗi khổ riêng, chớ nên ích kỷ vì bản thân mình mà ép buộc đối phương như vậy già nếu đất dây, biết đau đó chính vì những lần ép buộc, cố chấp của bạn mà làm cho tình cảm giữa hai bạn nảy sinh vết rạn nứt không thể nào đạt được hạnh phúc như đã từng mong đợi. Và trong ngày thứ ba này với bạn tự dậu, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, tọa rõ cơ hội để cho bạn thể hiện mình. Thay vì tập trung quá nhiều thời gian vô ích cho cái chuyện tình cảm thì với bạn tuổi Dậu hãy cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình. Đó mới là sự lựa chọn đúng đắn của bạn trong thời gian này. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tình cảm đang chịu nhiều áp lực. Từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, hãy tập trung cho công việc. Từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, đừng có đòi hỏi sự hoàn hảo. Từ vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, bất đồng quan điểm gây ra những mâu thuẫn từ vi tuổi quý giàu thuộc kim nên làm tốt công việc của mình là hơn vài đánh giá của bà tuổi giàu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tốt thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem từ vi ngày thứ ba này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi tuất sẽ là người được bao nhiêu người xung quanh ngưỡng mộ vì sự may mắn trong chuyện kiếm tiền của mình bạn mệnh tuổi tuất dù làm gì cũng dễ dàng giành được thành công trong ngày hôm nay và bạn tuổi tuất nếu như muốn tăng thêm thu nhập thì có thể sắp xếp thời gian để làm thêm ngày tay trái, có thể sẽ bận rộn hơn nhiều vào những ngày cận kề Tết. Nhưng khi cầm tiền trong tay thì bạn sẽ thấy mọi thứ là rất chi xứng đáng với mình. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khác cho thấy bạn mệnh tuổi Tuất đừng có mãi mê kiếm tiền quá mà không chăm lo cho gia đình hôm nay là ngày 28 Tết rồi, bạn nên dành thời gian để cùng mọi người chung tay chuẩn bị đón Tết. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ có nhiều cơ hội để khẳng định mình từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ tiền bạc rụng rịnh trong tay từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không cần phải quá gay gắt mà gây ra xung đột từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nên dành thêm thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy đừng có ép bản thân mình thái quá. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội phù trợ. Cho nên, cái chuyện tình cảm gia đình của bà tuổi hợi đang rất đầm ấm và in vui. Tết sắp tới, không khí nao nức vui vẻ khiến cho ai nấy cũng mong chờ nụ cười luôn nở trên môi. Ngày này với bà tuổi hợi, vợ chồng có được sự hòa thuận, đồng lòng với nhau. Dù Tết đến, nhiều việc bận rộn cần phải lô toan, nhưng không vì thế mà, tranh cãi, bất đồng với nhau. Ngược lại, còn trung sức trung lòng, thương yêu không hết. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi, lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, đây là ngày làm việc cuối cùng trong năm, cho nên với bạn tuổi hợi khá chi là bận rộn. Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt hơn trong cách giải quyết công việc, tránh để những khó khăn tồn động qua năm mới. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ tình cảm gia đình đầm ấm, in vui. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ công việc bận rộn nhưng có được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần phải linh hoạt xử lý vấn đề, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, yêu thương và thấu hiểu cho nhau, từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi xỉu, tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại